Chào mừng quý khách hàng và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý khách hàng và các bạn để giới thiệu về mẫu sản phẩm của hãng JK Audio với model Path 2400. Đây là mẫu model sản phẩm mới trong năm 2019 của hãng JK Audio. Với mức công suất lên tới 400W trên một kênh thì chắc hẳn là cục đẩy JK Audio sẽ có thể giúp cho quý khách hàng và các bạn có thể sử dụng tốt trên những đôi loa có cơ bass từ 25 đến 30cm. Ngay bây giờ đây thì xin mời quý khách hàng các bạn xem tiếp phần clip để chúng ta có thể theo dõi kỹ hơn về sản phẩm này. Cục đẩy công suất JK Audio H2400 cho ra công suất 400W trên một kênh với trực kháng 8 ohm, với mức công suất lên tới 600W trên một kênh với trực kháng 4 ohm, hoạt động với bo mạch Class H. Cục đẩy JK Audio H2400 có thể kéo được những đôi loa cỡ bass 30 với công suất liên tục khoảng 400W, thích hợp cho những bộ dàn karaoke gia đình có diện tích từ 25 tới 30 m2. Chúng tôi tin chắc rằng cục đẩy công suất JK Audio H2400 sẽ làm hài lòng quý khách hàng và các bạn bởi chất âm vô cùng ấn tượng, với âm cao bay và sáng, âm trầm sâu ấm và tròn, vô cùng uy lực. Đầu tiên phải kể đến đó chính là phần vỏ ngoài thiết kế cực kỳ sang trọng và hiện đại, với phần vỏ nhôm thiết kế nguyên khối và được phun một lớp sơn tĩnh điện sang trọng màu đen. Đặc biệt, lớp sơn này rất hiện đại và bền màu, giúp tránh được các va chạm ở mức vừa phải. Với thiết kế hiện đại của karaoke chuyên nghiệp nhưng không mất đi sự mềm mại vô cùng bắt mắt, H2400 làm vừa lòng tất cả những khách hàng khó tính nhất. Logo và model sản phẩm được in rõ nét ở hai bên phần mặt trước sản phẩm. Với mặt điện tử hiện đại, thể hiện số liệu hoạt động của cục đẩy công suất. Phía bên dưới là hai nút tăng giảm âm lượng cho từng vế loa. Bên dưới logo và model là hai tấm lưới thép chắc chắn, kết cấu gồm màng lọc bụi và lỗ thông hơi, giúp quạt gió có thể làm mát và tản nhiệt cho cục đẩy JK Audio H2400. Mặt sau của H2400 là toàn bộ cổng input và cổng out link tín hiệu, cũng như các tính năng đầu nối công suất. Chi tiết hơn, chúng ta sẽ có cổng input đầu vào tín hiệu A và B. Ngay cạnh đó là cổng link out tín hiệu của hai cổng này. Cục đẩy JK Audio H2400 cùng có các cầu kết nối loa dưới dạng xoáy kẹp. Ngoài ra, còn có thêm đường giao loa bằng ngõ niu trích cực kỳ chắc chắn. Cục đẩy JK Audio H2400 có thể sử dụng các chế độ như Stereo, Bridge và Parallel kết hợp với các cần gặt chuyển chế độ đầu ra âm thanh. Và tiếp theo, xin mời quý khách hàng và các bạn cùng chúng tôi xem phần phối ghép hệ thống cũng như hát thử trên cục đẩy JK Audio H2400 này. Vâng, thưa quý khách hàng và các bạn, ngay bên cạnh tôi đây đó là cục đẩy JK H2400 kết hợp với hệ thống cục đẩy JK H2400. Ở đây chúng tôi xin được giới thiệu thêm một số sản phẩm khác, ví dụ như là Vanker GR-TF6. Ngay bên trên đó chúng ta có micro không dây JK Audio V4 và một chiếc đầu Hamed Place One phiên bản 2TB. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ thử hát trên hệ thống này để quý khách hàng và các bạn có thể thấy được cái mức công suất của cục đẩy JK H2400 có uy lực đến như thế nào nhé. Đừng quên em im lặng thật sâu, nhìn thấy nhau cứ thế âu sầu. Trái tim anh đang tìm thật sâu, từng nỗi đau mà anh muốn giấu. Biết bao nhiêu ân tình của ngày xưa, còn lại đây vài phút giây thôi sẽ chẳng còn chi nữa. Năm tháng bên nhau yêu em qua ngày nữa, từ đây sẽ dần xa. Nếu em không thể nào ở lại thế, vì lý do em yêu anh rồi. Nếu hôm nay em hành động chia tay, thì lúc xưa là anh có lỗi. Chúc cho em luôn tìm được niềm vui, được niềm vui ở những nơi đau riêng biệt mình anh thôi. Xin giữ cho anh thêm một lần em ơi, một cơn đau sống vui. Vì em đã muốn như thế, anh sẽ như thế, anh sẽ đi sau bao điều lớn và từ đây cho đến muôn kiếp anh sẽ an thân vui cho bao nỗi yêu thương lạnh cơn. Và em đã muốn như thế, em cứ như thế, em hãy quên đi cuộc tình chung mình từ đây cho đến muôn kia.
anh sẽ làm sao anh dám chân bao em về với anh. Vâng, vừa rồi thì quý khách hàng và các bạn đã được trải nghiệm sản phẩm cục đẩy Mika Audio H2400. Với đẩy công suất Mika Audio H2400 chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm thú vị cho phòng karaoke gia đình bạn. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này, hãy comment ở phần bên dưới để chuyên viên tư vấn của chúng tôi có thể giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị và các bạn. Hãy like video của chúng tôi nếu các bạn thấy hữu ích. Đăng ký bấm chuông ở phần bên dưới để theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của HD Radio. Hoặc các bạn có thể tới trực tiếp showroom, địa chỉ liên hệ 77B Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cũng như 94-96 Trần Quý, phường 6, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để có những trải nghiệm thực tế. Hotline của chúng tôi 0917 000 914 hoặc gọi điện đến số tổng đài 1900 2155. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.